anh em đã từng trải qua một cảm giác là không thích một chiếc xe nào đó, sau đó thì mình được trải nghiệm vài ngày rồi đi qua những cái cung đường tuyệt vời rồi lại trở nên yêu chiếc xe đó chưa? Thì đây chính Exciter đã mang lại cho mình những cảm xúc đó. Trước đây thì mình cũng có chơi Edge và cũng có một chiếc Edge 150 gắn bó một thời gian rất là lâu. Sau đó thì một phiên bản Edge 155 ra mắt á, thì lúc này mình cảm thấy nó không có ưng ý lắm. Bởi vì lúc này mình chưa có thích nghi được với cái thiết kế mới đó. Cái phần đầu đèn hạ số mặt nạ này, nói chung là không được thuận mắt lắm. Và những cái trang bị thì không có thay đổi gì đáng kể. Động cơ 155 VVA thì mình đã quá quen thuộc với những dòng xe như R15 Vision, R155 rồi, là cũng trải nghiệm rất là nhiều rồi. Cho nên về cái phiên bản đầu tiên của Exciter 155 thì mình không thích. Còn đối với Exciter 155 2024 thì gần như thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình luôn. Ngay tại cái sự kiện ra mắt thôi là nhìn vào ngoại hình là mình đã ưng ý liền. Nói chung là vẫn có được cái sự đổi mới này, nhưng vẫn giữ lại một chút gì đó hoài niệm của Exciter 150. Điều này thì mình nghĩ là những anh em trung thành, những người chơi Exciter lâu năm thì cũng sẽ có suy nghĩ giống mình. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm đúng không? Thì vài vòng test drive tại sự kiện thì chưa nói lên được gì đâu. Nhưng mà hôm nay mình có một cái dịp đi một cái tour ngắn lên núi Dinh thì thật sự thay đổi rất là nhiều suy nghĩ của mình về cái trải nghiệm đối với chiếc Exciter 155 này. Đầu tiên là trải nghiệm chạy phố đi. Nói chung là mình chạy Exciter 150 quá nhiều cho nên khi mà cầm lái chiếc xe này là gần như thay đổi cái thói quen của mình luôn. Bình thường là khi mà chạy phố đường đông thì mình sẽ dùng số 2 để mình chạy là chủ yếu, bởi vì ở cái cấp số đó trên chiếc Exciter 150 thì nó mình cảm giác là sẽ đủ cái chớn để chạy cũng như là cái độ lướt. Còn đối với chiếc Exciter 155 này, mình cũng để số 2 nhưng mà độ gần thì lại rất là lớn. Và cái độ bốc, độ giật khi mà cần tăng tốc đó, nó lại quá nhiều. Cho nên cấp số mình thường hay sử dụng khi mà đi di chuyển trên phố, đi điều kiện hàng ngày là mình phải để số 3 chạy, nó sẽ ổn áp hơn. Mình nghĩ cái sự khác biệt này cũng do một phần là về hai cái khối động cơ. Một bên là động cơ 150 SOHC truyền thống nè, một bên là động cơ cũng SOHC nhưng là 155 nhưng mà đã được nâng cấp lên 6 số rồi. Thì tất nhiên là đối với khối động cơ mà 6 số thì cái bước số nó sẽ ngắn lại. Cho nên từng cái lúc mà mình thả côn lên ga nó sẽ mượt hơn rất là nhiều đối với là dòng 5 số. Tiếp theo nữa là mình khá ấn tượng với sức mạnh mà chiếc Exciter 155 mang lại. Mặc dù là trước đó cũng nghe nhiều anh em nói là chiếc xe này nó mạnh hơn, bốc hơn rất là nhiều. Và khi so sánh với cái đối thủ như là Winner hay là Raider thì gần như là chiếc Exciter 155 này là có sức mạnh vượt trội luôn. Và khi cầm lái trực tiếp thì mình mới cảm nhận được cái điều này, thì thấy anh em nói rất là đúng. Ngoài cái khả năng tăng tốc nè, gia tốc nó mạnh nè, thì ở từng cái cấp số 2, 3, 4 thì cảm giác chiếc xe này vẫn không bị đuối. Với mình là một người có thói quen chạy số cao, tốc thấp để mình tận dụng cái độ lướt đó, để cho xe nó di chuyển nó nhẹ nhàng hơn, nó êm ái hơn đó, thì khi mà cần tăng tốc mình kéo lên thì chiếc Exciter 155 này vẫn đáp ứng đủ cái điều đó cho mình. Kết hợp với cái đặc trưng của Exciter từ trước đến nay là phần côn cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Trời ơi, cảm giác bóp côn này khi chạy trên phố nó thoải mái lắm luôn á. Và cùng với đó là bộ số, khi mà mình chuyển qua giữa cái cấp số 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì trời ơi, nó cũng mang lại cái sự êm ái mượt mà. Hai cái điều này kết hợp lại thì nó tạo cho mình một cái trải nghiệm khi chuyển trên phố nó rất là tốt luôn. Cảm giác sẽ ít bị mệt hơn đối với một chiếc xe công tay mà di chuyển hàng ngày ở đường kẹt xe, đường đông. Và sự kết hợp này cũng mang cho mình một cái cảm giác rất khỏe khi mà dùng chiếc xe này để đi tour. Ở một số tình huống là mình lười bóp côn luôn, mình chả thấy sống luôn. Bởi vì cái hộp số này khi mà mình chuyển số nó mượt mà quá cho nên đôi khi là mình vô hơi sống luôn cho nó lẹ và mình cũng cảm giác được chiếc xe tốt hơn. Nói chung cái này thì mình không khích nha, chỉ là những cái trải nghiệm của mình thì mình chia sẻ lại thôi. Và một cái vấn đề mà nhiều anh em cũng tranh cãi từ trước đến nay là động cơ SOHC được trang bị thêm công nghệ van biến thiên VVA thì liệu có thể thay thế được là động cơ DOHC không? Thì với trải nghiệm cá nhân của mình á, mình sẽ nói về cái ưu điểm của khối động cơ này trước đi. Thì SOHC cơ bản là nó sẽ mạnh ở nước gai đầu rồi, nhưng ở ga cuối thì nó hơi đuối. Còn DOHC thì kiểu như nó đều luôn, ở cấp số nó đều có những cái sức mạnh riêng. Thì khi mà mình đi hậu đi tốc độ cao á, ở số 5, số 6 nó cũng không có bị đuối. Thì để mà so sánh á, đối với động cơ SOHC có VVA thì mình sẽ thấy là ở ga đầu, ga giữa sẽ được nâng cấp hơn rất nhiều so với là động cơ SOHC bình thường trên chiếc Exciter 150 trước kia. Còn so với là DOHC thì mình nghĩ không có thể nào thay thế được đâu. Thì tham khảo một số anh em đã từng hết giá số với chiếc xe này rồi thì mình thấy là hầu như rất là ít chuyển lên số 6. Ở mức số 5 là anh em giữ cứng ga và sau đó thả rồi. Có lên số 6 thì mình thấy tốc độ cũng lên rất chậm và hầu như là không di chuyển luôn. Còn đối với động cơ DOHC thì khác, ở cấp số 5 chuyển qua số 6 thì tốc độ vẫn lên nha và nó không có bị đuối ở tua máy cao và ở tốc độ cao. Nhưng nói như vậy không có chê là động cơ của Exciter 155 yếu, thậm chí là vượt trội hơn rất nhiều so với là Winner X. Nhưng mà ý mình nói là ở ga cuối, ga đuôi thì nó sẽ không có còn mạnh mẽ như ga đầu là ga giữa thôi. Thế
thêm một cái sự tranh cãi nữa trên chiếc Exeter, đó là phục trước. Thì trước kia mình cũng có trải nghiệm và mình cũng có đánh giá là phục trước của Exeter tuy là công bố thì có thay đổi, nhưng mà với trải nghiệm của mình thì lúc đó mình sẽ không có thấy quá nhiều sự khác biệt. Nhưng mà sau khi mà mượn vài ngày chạy nhiều rồi á, chạy thành phố rồi, chạy đi tour rồi, thì thật sự mình nói là phục trên chiếc Exeter 155-204 này đã cải thiện đi rất nhiều. Điển hình nhất là khi di chuyển trên phố sẽ có những cái bề mặt đường không bằng phẳng nè, rồi nhựa thừa nè, rồi nắp cống nè, khi vượt qua rất là êm ái luôn. Và những cái tiếng cụp cụp hầu như là mình không nghe. Và ở một số cái ổ gà sâu hay là những cái nắp cống mà có gờ cao thì đi qua vẫn nghe cụp cụp. Nhưng mà cái điều này thì hầu như xe nào cũng kêu hết các bạn, ngay cả chiếc SH của mình hay là một số dòng mô tô mình chạy á, đối với những cái điều kiện đường như thế vẫn sẽ kêu như bình thường thôi. Nhưng mà cái mà mình cảm nhận rõ nhất vẫn là cái sự êm ái ổn định của cái bộ phục trước mang lại. Nhưng mà nhìn chung các dòng xe của Yamaha thường sẽ có cái khuyết điểm là phục trước rất là mau nhão. Thì những chia sẻ của mình mới là trên một chiếc xe còn mới và Auto Cup thôi, thì không biết là trong tương lai thì cái phục trước này còn chịu được cái sự ổn định như vậy không, thì cái này để anh em bình luận đánh giá phía dưới cho mình biết với nhá. Nếu như anh em cũng có những trải nghiệm cho mình thì cho mình một like và đừng quên nhấn subscribe để đón xem những trải nghiệm sâu sắc trên những chiếc xe khác nữa nhé. Cuối cùng á là về tư thế lái, thì phải nói là tất cả những dòng xe Exeter từ trước đến nay luôn cho mình một cái cảm giác lái rất là sướng, rất là thể thao luôn. Thì đây là điều mà Yamaha đã làm rất tốt trên những chiếc xe Exeter của họ ha. Cụ thể thì từng cái chi tiết trên xe nè, như là cái phần ghi đông này được thiết kế theo dạng cong và nó hướng về phía người lái, khiến cho mình linh hoạt hơn trong một cái lúc điều khiển nè. Ở những cái lúc mà mình ôm cua ôm đèo thì rất là thoải mái để mình nghiêng người nghiêng xe. Kết hợp với đó là cái phần yên xe nè, nó sẽ cho mình cái góc lưng hơi tròn về phía trước một chút. Phần gác chân cũng được sắp xếp ở cái vị trí hợp lý để phần chân của mình nó ôm sát vào thân xe. Ở những đoạn cua dù là cua gắt thì cũng rất là tự tin. Thậm chí thì với cá nhân mình, ôm những chiếc Exeter mà đi ôm cua giật đèo mình còn tự tin hơn là Winner và cả Raider nữa. Mặc dù là Winner thì mình chạy nhiều hơn rất là nhiều, chạy đua tour rất là nhiều, nhưng mà đó giờ những cái trải nghiệm của mình đối với những dòng Exeter mình từng trải qua thì luôn có cái sự tốt hơn. Và nói đến việc ôm cua giật đèo thì làm sao thiếu được cái công cụ hỗ trợ đắc lực, đó là nồi chống giật, đúng không? Thì chắc chắn rồi, với việc mà mình ôm đèo với tốc độ cao thì những cái nồi chống giật như thế này sẽ hỗ trợ rất tốt. Tại vì mình phải lên số chuyển số liên tục, như là đường thẳng thì mình đang đi ở cấp số cao hơn một tí, tốc độ cao hơn một tí, và khi vào cua thì mình bắt đầu mình trả số về thì mình phải dùng số. Có nồi chống giật thì sẽ hỗ trợ trong những cái tình huống mà mình cần dùng số gấp á, cái bánh sau nó không bị trượt và nó không bị quẩy đuôi gây mất an toàn khi mà mình di chuyển. Kết hợp với đó là cũng và cái khả năng an toàn, đó là phanh ABS cuối cùng cũng đã được trang bị trên Exeter 155-2024 rồi. Thì đối với cái phanh ABS này, nó không cần thiết chứ mình thấy là rất là cần thiết trên những dòng xe công tay phổ thông hiện nay. Bởi vì xe làm thì càng ngày càng mạnh, như anh thấy không? Xưa là có 110, 125, 135 thôi, bây giờ là động cơ càng ngày càng nâng cấp lên 155 và 160 rồi, thì càng ngày càng mạnh. Thì song song đó là cái hệ thống an toàn cũng được nên được trang bị, đặc biệt là vào mùa mưa sắp tới rồi. Và chuyến đi của mình nó cũng hơi bị bão táp nên thì sáng giờ mắc mưa liên tục và điều kiện đường nè luôn ở tình trạng là ẩm ướt trơn trượt, thì cái phanh ABS này sẽ hỗ trợ rất tốt khi mà chẳng may có tình huống khẩn cấp mình cần phanh lại, thì sẽ khiến cho bánh xe không bị trượt. Thì cái trang bị này ABS trên Exeter 155 là mình thấy tuy là muộn nhưng mà cuối cùng cũng được trang bị là rất tốt rồi. Với mình thì hiện tại Exeter 155-204 là chiếc xe hoàn thiện nhất hiện tại rồi. Hoàn hảo thì chưa dám nói đâu, bởi vì cảm nhận của mọi người khác nhau mà. Điểm sơ qua là một chút đó, thì Exeter 155 có gì? Thiết kế đẹp, vẫn có được cái sự đổi mới và vẫn giữ lại một chút gì đó hoài cổ, phù hợp với những anh em mà trung thành với lại Exeter từ trước đến nay. Và tất nhiên là ngay cả những người mới, đặc biệt là giới trẻ thì chắc chắn hoàn toàn phù hợp rồi. Tiếp nữa là về cái động cơ, có thể nói là động cơ của Exeter 155 là mạnh nhất trong phân khúc xe công tay hiện tại rồi. Chắc chắn là khi so sánh với DHC thì còn thiếu một chút gì đó ở phần ga cuối, nhưng mà xét về cái tính thực tế thì mình đâu có thường xuyên chạy đến ngưỡng tốc độ cao như vậy đâu, đúng không? Mà chủ yếu là ở ga đầu và ga giữa thì Exeter 155 hiện tại đang làm rất tốt. Về những cái trang bị thì Exeter phiên bản mới nhất đã có ABS rồi. Kết hợp với lại nồi chống trượt thì chắc chắn sẽ mang lại một cái sự tự tin hơn, an toàn hơn khi mà mình chạy xe. Một số điểm mà mình thấy chưa ổn với chiếc Exeter 155 này thì đầu tiên là về phần cái yên xe. Cái độ dốc và cái độ uốn cong được thiết kế chưa có hợp lý lắm, bởi vì mình ngồi lên khi mà chạy ngay cả đi phố cũng như là đi tour luôn là rất là hay bị trượt xuống dưới này. Và khi mà nhích lên cao quá thì cái tư thế của mình thì lại quá chồm mà. Nhưng mà ngồi đúng như thế thì nó sẽ rất là dễ bị trượt. Bề mặt da này cũng không phải là loại bám dính tốt ha. Tiếp theo nữa là về cái phần đèn này, từ phiên bản Exeter trước đã có cách bố trí là bật pha thì sẽ tắt cos. Thì cái điều này mình thấy nó hơi vô lý và nó không thoải mái một chút. Bởi vì như những dòng xe thông thường là khi mà mình bật cos rồi, bật pha lên thì sẽ hai đèn sẽ cùng sáng luôn. Còn cái này là mình sẽ đánh đổi được 1.2. Thì chắc chắn là ở những cái điều kiện mà mình đi tour, đi vào những cái đường mà quá tối á, việc mà phải đánh đổi như vậy thì nó sẽ không có đủ sáng đâu. Tất nhiên là không phải ai cũng muốn nâng cấp đèn, đúng không? Người ta muốn giữ zin cho chiếc xe, người ta cần độ sáng nó vừa đủ thôi, thì
cái việc sắp xếp bố trí đèn như này thì mình thấy chưa hợp lý lắm. Giá như là khi mà mình bật pha thì có và pha cùng sáng như những dòng xe thông thường luôn thì sẽ ổn hơn. Thì đó là những cảm nhận của mình về chiếc Exciter 155 2004. Còn suy nghĩ của anh em như thế nào về chiếc xe này, để lại bình luận phía dưới giùm biết với nha. Cảm ơn anh em đã xem. Bye bye.